Xin chào tất cả các bạn nha, các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây. Thỏa theo yêu cầu của rất nhiều bạn để lại bình luận ở phần nhận xét cho mình thì thông qua video ngày hôm nay, mình sẽ gửi tới các bạn nhanh review chi tiết cũng như báo giá cho dòng xe Yamaha Jupiter Fin phiên bản 115 FI của năm 2024 với một phiên bản cao cấp màu trắng cực kỳ đẹp các bạn nha. Xen lẫn giữa màu trắng là những mảng nhựa màu đen và màu đen nâu nhìn cực kỳ đẹp và cuốn hút. Đây là màu sắc ấy, mình đánh giá rất cao cho năm 2024 này. Các bạn nhìn ngoài, bóng bẩy, đẹp, cao cấp, sang trọng, pha chút thể thao mạnh mẽ. Mình sẽ lướt qua một vòng trước đã để các bạn có thể theo dõi với mẫu xe Yamaha Jupiter các bạn đang theo dõi, phiên bản Fin 115 FI. Với hệ thống đèn pha cốt được trang bị bóng halogen, đèn đờ mi và đèn xi nhan ở phần phía dưới cũng trang bị bóng halogen luôn các bạn nha. Chính giữa là khe thoát gió, có thêm hai con ốc để các bạn có thể gắn giỏ xe cho mẫu xe Jupiter Fin này hoàn toàn ok. Trang bị trên xe cũng đầy đủ điển hình tiên tiến. Hiện tại mẫu xe đang được trang bị hệ thống phanh đĩa vành đúc ở trên cả phiên bản tiêu chuẩn và cao cấp. Với khối lượng hiện tại của mẫu xe các bạn đang theo dõi trên màn hình, với trọng lượng ướt của xe là 100kg tròn khi các bạn đổ đầy bình xăng và nhấc máy. Khối động cơ hiện tại loại xăng 4 kỳ 23DOC làm mát bằng không khí. Cho ra công suất 9 mã lực, mô men xoắn là 9,2 Nm. Mặt đồng hồ thiết kế dạng 3D, chứa là chia làm các khoang, chứa đầy đủ các thông tin để người lái có thể dễ dàng quan sát trong mặt đồng hồ này. Loại bỏ nút tắt bật đèn của xe, có thêm hốc để đồ ở phần phía trước các bạn nha. Các bạn theo dõi cho mình một chút ở phần phía hông xe và đuôi xe. Logo Jupiter được làm in nổi 3D, giảm sóc lò xo đôi phía sau, rất là ok luôn. Hệ thống đèn hậu phía sau của xe cũng được tích hợp chung đèn xi nhan tạo sự gọn gàng cho mẫu xe này. Tay dắt thì cứng cáp, yên xe trang bị màu nâu, nhìn khá là ok và đẹp. Tăng tính cao cấp hơn cho mẫu xe Jupiter Fin này các bạn nha. Hiện tại thì mẫu xe các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây được trang bị hệ thống phun xăng điện tử FI lên khả năng tiết kiệm nhiên liệu của nó khá là vượt trội. Đây là mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu số 1 của Yamaha Motor Việt Nam khi chỉ ăn xăng ở mức là 1,64 lít trên 100km. Cực kỳ tiết kiệm nhiên liệu các bạn nha, đáng để quan tâm. Với độ cao yên xe chỉ mức là 775mm, rất phù hợp với vóc dáng người lái chúng ta trong thời điểm hiện tại. Kết hợp với đó độ cao gầm xe ở mức là 105mm. Dễ dàng dắt xe qua những đoạn đường gồ ghề hoặc qua những vị trí vỉa hè hoàn toàn ok. Rất đáng để quan tâm với cái hướng thiết kế của nó ấy, giống với dòng xe Future, tăng độ cao cấp lịch lãm sang trọng. Mà giá bán của dòng xe Jupiter Fin này lại cực kỳ ok và đáng để quan tâm các bạn nha. Và không để các bạn chờ lâu nữa, mình sẽ gửi tới các bạn mức giá bán cụ thể của dòng xe Yamaha Jupiter Fin phiên bản 115 FI của năm 2024 ở thời điểm cuối tháng 9 năm 2024. Để với những bạn nào đang quan tâm muốn tìm mua, các bạn có thể tham khảo thông qua video của mình. Hiện tại thì mình đang quay cận cảnh trực tiếp đến từ đại lý xe máy Yamaha Mạnh Đạt 3 với địa chỉ 118 đường Trần Hưng Đạo, phường Đoàn Kết, thành phố Lai Châu trên đường 4D, gần đối diện với chợ trung tâm của thành phố. Hiện tại nó sẽ có hai phiên bản chính, bao gồm có phiên bản tiêu chuẩn với các màu sắc bóng gồm màu đen, màu đỏ, màu xanh dương đậm. Giá bán hiện tại là 27 triệu 800 nghìn đồng. Trong khi đó thì phiên bản Jupiter Fin phiên bản 115 FI cao cấp các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây, nó sẽ có 4 màu sắc. Ngoài màu sắc ra, như các bạn đang theo dõi trên màn hình là màu sắc trắng ra, nó sẽ có thêm phiên bản màu xanh tím ấy, dạng xanh tím nhám cũng rất đẹp. Ngoài ra còn có thêm hai màu xám, một màu xám nhạt, một màu xám đậm, đều là xám nhám các bạn nha. Thì giá bán là 28 triệu 400 nghìn đồng. Toàn bộ giá bán đã bao gồm thuế VAT, chỉ chưa bao gồm đăng ký mà thôi. Phải công nhận một điều rằng đây là một mẫu xe đáng để quan tâm. Và câu hỏi đặt ra là có nên lựa chọn dòng xe này hay không, thì mình có thể đưa ra một số ý kiến chủ quan của nhân mình trong việc lựa chọn dòng xe này để các bạn có thể tham khảo thêm. Với dòng xe Jupiter Fin phiên bản 115 FI, đây là một mẫu xe sẽ hướng tới đối tượng khách hàng thích sự lịch lãm sang trọng một chút. Đặc biệt là với những anh trung tuổi làm công chức nhà nước thì mình thấy nó sẽ hợp hơn với dòng xe Jupiter Fin này. Kết hợp với đó, trang bị trên xe cũng đầy đủ điển hình tiên tiến. Chìa khóa thì 4 trong 1, mặt đồng hồ thiết kế thì 3D, có hốc để đồ phía trước. Trong khi đó nhiều mẫu xe tại Việt Nam chúng ta không có hốc để đồ phía trước tiện dụng như thế này đâu các bạn nha. Cốp đồ dưới yên xe cũng rất rộng luôn, đủ để các bạn có thể để được rất nhiều vật dụng cá nhân khác nhau. Khối động cơ 115 cho ra nước đề cũng khá là mạnh mẽ, 9 mã lực liền và 9,2 Nm. Kết hợp với đó, điểm nhấn quan trọng trên dòng xe này mà các mẫu xe số phổ thông khác ở Việt Nam chúng ta chưa có chính là được trang bị thêm hệ thống phanh kết hợp UBS lần đầu tiên xuất hiện các bạn nha.
tăng tính êm ái hơn, tăng độ an toàn hơn các bạn di chuyển trên đường. Bóp một phanh sẽ được cả hai phanh, cực kỳ là ok. Độ hoàn thiện trên xe cũng đáng để quan tâm. Với rất nhiều những thứ hay ho như vậy thì mình nghĩ đây là một mẫu xe đáng để quan tâm và lưu ý tìm mua trong thời điểm mà cuối tháng 9 năm 2024 ở đây. Bên cạnh những cái ưu điểm, nó cũng sẽ có những nhược điểm nhất định. Tuy nhiên thì mình cũng đã có khá nhiều video review chi tiết cụ thể rồi, cũng như đánh giá những nhược điểm trên mẫu xe này rồi. Các bạn có thể vào kênh top 5 của mình để tham khảo một cách chi tiết các bạn nha. Mỗi mẫu xe nó sẽ đều có cho mình những điểm mạnh, điểm yếu khác nhau, ưu điểm, hạn chế khác nhau. Nên ấy, không thể nói 100% mẫu xe nào là hoàn hảo cả. Mình nghĩ đây là một dòng xe đáng để quan tâm rồi. Bởi sức giá bán của nó ấy, cực kỳ tốt. Dao động từ 27.800.000 cho tới 28.400.000 đồng mà thôi. Rẻ hơn rất nhiều so với người anh em là dòng xe Jupiter phiên bản cũ, đang có mức giá bán từ 30.200.000 đến 30.500.000 đồng. Còn đối thủ là dòng xe Future cũng đang có mức giá bán vào khoảng tầm từ 32 cho tới cao nhất là 36 triệu cơ. Rất cao các bạn nha, cao hơn cả chục triệu đồng so với mẫu xe các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây. Đó là một số nội dung như vậy. Rồi, các giao đời của mình. Nếu hay quá nhớ like, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ kênh ra sức các bạn nha. Xin chào và hẹn các bạn ở những video tiếp theo.